Công ty cổ phần Bình Vinh cần tuyển gấp 20 lái xe dấu C làm việc tại Đà Nẵng. Mô tả công việc: lái xe tải giao hàng trong thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Yêu cầu công việc: nam có bằng lái xe dấu C trở lên, không yêu cầu trình độ, có kinh nghiệm lái xe trên 1 năm, có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó lâu dài với công ty. Quyền lợi được hưởng: mức lương từ 7 đến 10 triệu mỗi tháng, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 24/24 theo quy định của Luật Lao động. Được thưởng vào các dịp lễ Tết theo quy định, được nhận bồi dưỡng hiện vật hàng tháng theo quy định của công ty, được hưởng thâm niên khi làm việc từ đủ 3 năm trở lên, được nhận quà vào ngày thành lập của công ty. Yêu cầu hồ sơ bao gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch không quá 6 tháng, giấy khám sức khỏe không quá 6 tháng, năm chứng minh nhân dân không quá 6 tháng, năm giấy phép lái xe photo công chứng, một hộ khẩu photo công chứng, bộ hồ sơ gốc photo công chứng, có biên bản sát hạch và chứng chỉ nghề, 6 ảnh 34. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ: công ty cổ phần Bình Vinh, địa chỉ số 1 Đào Sư Tích, xã Hòa Minh, huyện Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Email liên hệ: huynh.thị.kieu@bình-vinh.com. Số điện thoại liên hệ: 023-665-8667 gặp chị Kiều. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: ngày 31 tháng 5 năm 2018.